Cẩm Tú Minh chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh YouTube truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 24 tháng 7. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Isut, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến một nữ nhân viên ngân hàng bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40 phút, ông D, 70 tuổi, điều khiển ô tô biển kiểm soát 47A416XX dừng xe để mua hàng ven đường Isut. Sau đó, khi ông D chuyển hướng sang trái để nhập vào làn đường chính, thì va chạm với xe máy do chị H, 33 tuổi, nhân viên ngân hàng điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chị H cùng xe máy ngã ra đường. Do hốt hoảng, ông D vô tình đạp nhầm chân ga khiến ô tô cán qua người chị H và kéo lê trên đường một đoạn. Thế vậy, hàng chục người dân xung quanh hiện trường đã lập tức chạy đến hỗ trợ, cùng nhau nâng chiếc ô tô lên, đưa chị H ra ngoài và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Được biết chị H bị gãy xương sườn và đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một phụ nữ 43 tuổi ở Hà Tĩnh đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi tự ý dùng ống đốt để chữa bệnh. Bệnh nhân là chị NH, 43 tuổi, có tiền sử mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nhiều năm. Trước đó, bệnh nhân đã tìm đến phương pháp dùng ống đốt vào chân để chữa khớp gối trên Internet và cảm thấy có đỡ. Hơn một tháng trước, khi cơn đau tái phát, bệnh nhân tiếp tục áp dụng phương pháp này tại nhà một thầy lang, dẫn đến tình trạng ống đốt chi chít ở cả hai đầu gối. Sau một tuần, bà H bắt đầu có các triệu chứng như sưng nóng đỏ, đau nhức dữ dội ở vùng cẳng chân phải, xuất hiện các vết loét hoại tử lan rộng và sốt cao liên tục. Gia đình vội vã đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bà H được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết do hoại tử cẳng chân phải, biến dạng khớp bàn ngón tay hai bên. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử và điều trị tích cực cho bệnh nhân. Một nam công nhân đã gặp nạn, gãy chân và mắc kẹt trên giàn giáo công trình xây dựng tại Đà Nẵng. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu an toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 35 phút tại một công trình xây dựng trên đường Phước Tường 3, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, ông LTC, 56 tuổi, trú quận Thanh Khê, trong lúc làm việc không may bị máng hồ rơi từ trên cao xuống, khiến ông bị gãy chân và mắc kẹt trên giàn giáo. Lúc này, do vị trí mắc kẹt khá cao và tình trạng chấn thương của nạn nhân nghiêm trọng, ông C không thể tự di chuyển được. Nhận thấy sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Sau một hồi nỗ lực, các chiến sĩ cứu hộ đã đưa được ông C xuống đất an toàn. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của ông C đã ổn định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa cho biết kết quả điều tra ban đầu vụ án có dấu hiệu giết người xảy ra tại ấp Trường Phố, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 23 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tin báo về vụ án làm chết 3 người tại nhà chị T, 44 tuổi, ngụ ấp Trường Phố, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Tại hiện trường, căn nhà có một phòng ngủ, cổng cửa ra vào bằng sắt, tất cả đều khóa bên trong và đồ trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Bên trong phòng ngủ có 3 người tử vong gồm chị T, chủ nhà, anh D, 46 tuổi và chị L, 55 tuổi. Xung quanh có nhiều mảnh nhựa đã cháy và có mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định chị T và chị L tử vong do chấn thương sọ não, anh D tử vong do bị bỏng. Bước đầu điều tra, công an xác định đây là vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu vực ở tỉnh Sơn La. Nước lũ dâng cao đột ngột trong đêm khiến nhiều người dân không kịp di dời tài sản, buộc phải trắng đêm chạy lũ. Tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, chỉ trong 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Bàn cuồn cuộn đổ về, gây ngập nhiều nhà dân. Nước dâng cao nhanh chóng, nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân, tài sản ngập trong biển nước. Tại thành phố Sơn La, nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị, tuyến đường thuộc các phường Quyết Thắng, Chiền Lề, Tô Hiệu, Chiền An, Chiền Sinh cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết. Nhiều khu phố chưa từng bị ngập cũng bị nước lũ tràn vào. Nhiều ô tô đổ hai bên đường Trường Chinh bị ngập quá nửa xe. Người dân địa phương đã thức trắng đêm qua và rạng sáng nay để kê dọn, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại các vị trí xung yếu để hướng dẫn, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di dời. Đến hơn 5 giờ sáng nay, nhiều địa phương ở Sơn La tiếp tục có mưa to đến rất to, nước lũ trên các sông suối dâng cao gây nhiều thiệt hại.
Ba thiếu nữ đi chung một xe máy bất ngờ lao vào gốc cây bên đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong. Ba nạn nhân gồm Bơ Long Thị Ích, A Lăng Thị A Lách và Ra Bát Thị Thơm, 16 đến 17 tuổi, trú huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, chở nhau trên xe máy trên đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Xe máy bất ngờ tông vào gốc cây khiến ba cô gái ngã xuống đường. Hậu quả, hai người tử nạn tại chỗ, một người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Thi thể các nạn nhân được nhóm thiện nguyện chở về quê cách Đà Nẵng khoảng 50 km. Công an đã khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu nạn nhân điều khiển xe máy tự gây tai nạn. Trong lúc đi làm về qua xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội, người đàn ông đi qua suối bị lũ cuốn dẫn đến tử vong. Do trên địa bàn mưa kéo dài, lượng nước từ các nơi đổ về rất lớn. Trong lúc người đàn ông đi qua ngầm tràn thì bị nước suối cuốn trôi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị khác điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông NVTH, 50 tuổi, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Quốc Oai. Lúc xảy ra vụ việc là lúc ông TH đang trên đường đi làm về. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án các bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, 51 tuổi, mức án tử hình, Hoàng Quang Huy, 35 tuổi, tù chung thân, cùng về tội tham ô tài sản, và Đoàn Quang Vinh, 62 tuổi, 4 năm tù, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, Tâm là thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Huy là trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cả hai bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lấy tiền của trường từ quỹ tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi, Tâm và Huy lập hồ sơ thanh toán khống để tăng số tiền chi cho phù hợp với tiền đã bị chiếm đoạt. Ông Vinh là hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã ký xét khi không chi số tiền cụ thể, không tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, buông lỏng quản lý, dẫn đến việc Tâm và Huy chiếm đoạt tài sản của trường, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố và gửi lời xin lỗi đến trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trúng đậm luồng cá mòi hơn 1,5 tấn gần bờ khiến bà con ngư dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ai nấy đều phấn khởi, thu tiền triệu chỉ sau vài giờ kéo lưới. Cụ thể, người dân đã sử dụng lưới dài khoảng 300-400m đưa ra biển cách bờ chừng 500m để thả. Sau đó, mỗi bên huy động khoảng 10 người cùng nhau kéo lưới vào bờ. Theo nhiều ngư dân địa phương, cá mòi mùa này vào gần bờ rất nhiều và đi theo từng đàn. Do đó, người dân đã tận dụng thời điểm vàng này để cùng nhau kéo lưới. Theo tìm hiểu, chỉ trong khoảng 4 giờ đồng hồ kéo lưới, người dân xã Cảnh Dương đã thu về hơn 1,5 tấn cá mòi. Giá bán tại bờ là 9 đồng một ký cá mòi. Trung bình mỗi người dân thu về hơn 1 triệu đồng chỉ sau vài giờ kéo lưới. Sau khi ăn bữa cơm trưa do đơn vị bên ngoài cung cấp, hơn 60 công nhân tại Bình Phước phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Thông tin ban đầu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Binyuan Việt Nam ăn bữa cơm trưa, sau đó nhiều người có biểu hiện bị ngộ độc. Một công nhân cho biết bữa ăn trưa do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp. Sau khi ăn cơm khoảng 20 phút, các nạn nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ngoài ra, nhiều bộ phận có dấu hiệu tê như môi, miệng, lưỡi, mặt, tay và bụng. Sau đó, các nạn nhân được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Trong đó có 48 ca đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện, 15 ca nhẹ hơn đã ổn và ra về. Hiện lực lượng công an vào cuộc xác minh nguyên nhân. Tình huống diễn ra trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn giữa lối ra huyện Gia Lâm, Hà Nội và lối ra thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, tài xế chiếc Mitsubishi màu trắng bị lỡ lối ra đoạn huyện Gia Lâm nên đã dừng xe giữa đường rồi từ từ đi lùi ở làn dừng khẩn cấp. Dù từ vị trí đó tới lối ra phía sau còn khá xa, không chỉ gây bức xúc về hành vi gây mất an toàn giao thông, khi video ghi lại tình huống này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã soi kỹ biển số xe đi lùi và cho rằng có hành vi dán đè làm sai lệch biển số. Việc có một chiếc ô tô đi lùi trên đường cao tốc, nhất là khi trời mưa, tầm quan sát bị hạn chế như tình huống trong clip, thực sự gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.